Bạn đang nghe từ Phonos Rèn luyện tư duy phản biện Tác giả Albert Rutherford Người dịch Nguyễn Ngọc Anh Độc quyền tại Phonos 1980 Books lời mở đầu suy nghĩ là việc chúng ta làm hàng ngày và thường là trong vô thức khi bạn làm bữa sáng đánh răng hay lái xe đến chỗ làm bạn cũng đang suy nghĩ nhưng đã bao giờ bạn nghĩ về quá trình suy nghĩ cách mà bạn đưa ra quyết định sẽ ăn gì vào bữa trưa hoặc khi nào thì dậy đi làm chưa nghĩ về quá trình suy nghĩ được gọi là siêu nhận thức Metacognition nhận thức được cách hình thành những suy nghĩ là bước đầu tiên trong việc phát triển các kỹ năng tư duy phản biện tư duy phản biện là một phương pháp bạn có thể dùng để xem xét cẩn thận những suy nghĩ và niềm tin của bạn và từ đó có khả năng tương tác với ý tưởng của những người khác một cách cẩn thận điều này sẽ khiến cho những cuộc hội thoại hàng ngày và những quyết định của bạn dễ dàng hơn và được cân nhắc cẩn thận hơn đồng thời giúp bạn giải quyết những vấn đề phức tạp hơn. Những người tư duy tốt nhất thế giới dùng những chiến thuật tư duy phản biện để giải quyết những vấn đề lớn như tìm cách lên sao Hỏa, biến đổi khí hậu và xóa bỏ vũ khí hạt nhân. Những thứ này có thể quá vĩ mô đối với bạn, nhưng nếu bạn nghĩ về câu hỏi ẩn sau chúng, tự nhiên chúng sẽ trở nên dễ giải quyết hơn. Điều gì gây nên biến đổi khí hậu? Ai sẽ chịu trách nhiệm đối với hậu quả? làm thế nào để thay đổi họ quá trình thay đổi họ sẽ như thế nào điều gì khiến quy trình đó trở nên hiệu quả bắt đầu suy nghĩ về những câu hỏi này chính là cách những người thông minh nhất làm việc bạn cũng có thể áp dụng cách tư duy này cho những vấn đề nhỏ hơn ví dụ như nếu bạn muốn bắt đầu tập thể dục bạn sẽ bắt đầu từ đâu bài tập nào sẽ phù hợp với bạn để giải quyết vấn đề này bạn có thể chia nhỏ vấn đề bạn muốn khỏe mạnh hơn hay muốn chạy nhanh hơn? Bạn đang tìm kiếm lợi ích sức khỏe nào? Một bài tập thể dục nọ có thực sự tốt như bạn nghĩ? Làm thế nào để nhận biết bài tập đó có hiệu quả với bạn hay không? May mắn là chúng ta có thể tiếp cận được nhiều thông tin hơn bao giờ hết nhờ có internet. Nhưng vấn đề là những thông tin đó không phải lúc nào cũng chính xác hoặc có giá trị đối với vấn đề của bạn. Tư duy phản biện sẽ giúp bạn lọc những thông tin này và dùng chúng hiệu quả nhất có thể bộ não là một cơ quan tuyệt vời nó không chỉ nảy sinh ra những suy nghĩ mà còn có thể nghĩ về cách nó nảy sinh những suy nghĩ đó bộ não có thể nghĩ về quá khứ tưởng tượng về tương lai và tưởng tượng những điều chưa bao giờ xảy ra nhưng bộ não cũng có thể đánh lừa chúng ta chúng ta đều có những định kiến mà bản thân không nhận thức được dựa trên những kinh nghiệm và kiến thức của chúng ta thứ sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta nghĩ và nó có thể đánh lừa đánh giá của chúng ta những cảm xúc và bản năng có xu hướng đưa chúng ta tới những kết luận không phải lúc nào cũng đúng thay vào đó chúng thường là những quyết định dễ dàng nhất những quyết định chúng ta cảm thấy thoải mái dựa trên những định kiến cá nhân bởi đây là một chiến lược sinh tồn tốt với những người nguyên thủy họ sống trong một thế giới mà bản năng là rất có ích nhưng thế giới hiện đại ngày nay lại phức tạp hơn rất nhiều. Việc xem xét kỹ lưỡng những quan điểm và suy nghĩ của chúng ta, vì lợi ích của chính chúng ta và của cả nhân loại, đã ngày càng trở nên tối quan trọng. Bạn có thể nghĩ về tư duy phản biện như là một bộ chiến lược để dẫn đường, giúp bạn tránh xa khỏi các quyết định thiên vị, cảm tính và hướng đến sự cân nhắc lý trí cho những hành động và đức tin của mình điều này sẽ giúp chúng ta trở thành những người suy nghĩ độc lập có thể tự đưa ra lựa chọn một cách thấu đáo những kỹ năng mà một người tư duy phản biện cần phát triển bao gồm việc hiểu được những logic đằng sau những ý niệm và học thuyết có thể phân tích và công thức hóa những lập luận có thể xây dựng những giải pháp từng bước xác định tính hợp lệ của những ý tưởng và có thể xem xét những lý do đằng sau đức tin của chính bạn bạn có thể đã nhận ra rằng tư duy phản biện không có nghĩa là chỉ biết nhiều kiến thức. Đó là một quá trình rất khác so với việc chỉ ghi nhớ hay tiếp nhận thông tin. Giỏi ghi nhớ không khiến bạn trở thành một người có tư duy phản biện tốt. Những người có tư duy phản biện tập trung hơn vào cách họ biết hơn là cái họ biết. Điều này có nghĩa là họ có thể sử dụng thứ họ biết để dự đoán hậu quả của chuỗi hành động, giải quyết các vấn đề và quyết định sẽ dùng thông tin nào khi họ muốn học một thứ mới. Tư duy phản biện không có nghĩa là phê phán gay gắt. Thực tế thì tư duy phản biện chủ yếu là việc giữ được một cuộc tranh luận hợp lý, bình tĩnh và trí thức. Tư duy phản biện sẽ cho phép bạn phân tích những lập luận của mọi người và cho họ thấy cái sai của họ mà không cần phải lăng mạ hay sỉ nhục người khác. Điều này sẽ giúp chúng ta làm việc dễ dàng hơn với những người không có cùng quan điểm. Tư duy phản biện là một chiến lược tốt để sử dụng trong các dự án nhóm hoặc những việc cần sự hợp tác, chính xác là vì nó tạo ra một môi trường lý tưởng cho việc tương tác về mặt trí thức. Quá trình tư duy trí tuệ này không nhất thiết phải cực kỳ sáng tạo, mặc dù chúng ta thường nghĩ logic là một thứ đối lập hoàn toàn so với sự sáng tạo. Bản chất của tư duy phản biện chính là làm thế nào để dùng những tư duy logic để kích thích sự sáng tạo. Sự xem xét một cách logic tất cả các ý tưởng, có nghĩa là bạn nhận ra rằng ý tưởng kém phổ biến hơn lại chính là ý tưởng hợp lý nhất, hoặc rằng có một giải pháp tốt hơn cho vấn đề bạn đang cân nhắc. Sử dụng những kỹ năng tư duy phản biện có thể mở ra cho bạn cả một chân trời mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới. Chúng ta sinh ra không có sẵn những kỹ năng tư duy phản biện thay vào đó chúng ta phải học hỏi và luyện tập thì mới có thể sử dụng tốt những kỹ năng đó tin tốt là ai cũng có thể học cách tư duy phản biện như tất cả các quá trình tự cải thiện bản thân học cách tư duy phản biện bắt đầu với việc nhận ra những thứ bạn cần cải thiện điều này có nghĩa là nhận ra được những lỗi sai trong chính cách suy nghĩ của bạn những lỗi sai đó cũng có đến vài loại thứ đầu tiên mà bạn phải nghĩ đến là những ngụy biện logic hay chính là lỗi sai bạn tạo ra trong quá trình hợp lý hóa suy nghĩ. Bạn cũng phải kiểm tra những lầm tưởng trước đó của bạn và xem cái nào là sai. Bạn có thể không nhận ra rằng một vài thứ mà bạn vẫn biết thực ra lại không hoàn toàn chính xác. Bạn cũng nên tự đặt câu hỏi về trí nhớ của mình mà không phải lúc nào cũng hoàn toàn chính xác và liệu những dự đoán cũng như giác quan thứ sáu của bạn có đúng hay không. Tất cả những lỗi sai này sẽ được bàn luận chi tiết hơn trong những chương sau nhưng hiện tại thì chắc chắn đó là những thứ bạn cần cân nhắc May mắn là chúng ta có thể sửa lại những lỗi sai phổ biến đó Đây là khi siêu nhận thức trở nên rất quan trọng. Ví dụ khi bạn phải nghĩ về việc làm thế nào để lại nhớ lại một sự kiện và từ đó có thể đánh giá liệu nó có thực sự xảy ra hay không bạn có thể áp dụng những quá trình như theo dõi tiến trình suy nghĩ của bạn bằng cách ghi chép thực hiện những thay đổi nếu bạn thấy rằng có gì đó không tốt hoặc cần cải thiện tự ý thức được những chiến lược suy nghĩ và suy nghĩ xem những kinh nghiệm bạn rút ra có sự kết nối với nhau ra sao bạn có thể nghĩ về quá trình siêu nhận thức này như việc tiếp nhận một sự nghi ngờ khoa học về điều mà bạn chưa bao giờ thắc mắc trước đó sự nghi ngờ khoa học có nghĩa là nghi ngờ một cách thông minh, phân tích quá trình tư duy của bản thân và cách bạn biết những điều bạn đã biết thông qua những bằng chứng khách quan. Nghiên cứu những suy nghĩ của bạn giống như chúng ta là một đối tượng nghiên cứu khoa học sẽ giúp bạn tìm ra thứ khoa học vẫn luôn hướng tới. Sự thật, thay vì những cái chúng ta mong muốn là sự thật. Duy ý chí có thể đặc biệt gây hại đến tư duy phản biện vì nó hướng chúng ta đến những kết luận chúng ta muốn đưa ra thay vì những kết luận chính xác. Cách tốt nhất để chống lại điều này là tập trung vào bằng chứng khách quan mà bạn thu thập được thay vì những phỏng đoán hay những kiến thức bạn biết. Ví dụ, nếu bạn luôn cảm thấy buồn nôn và đau đầu, bạn có thể tra các triệu chứng trên Google hoặc là hỏi bạn bè của mình hoặc là tới bác sĩ. Phương án nào sẽ cung cấp câu trả lời tốt nhất cho vấn đề của bạn? Rõ ràng là một bác sĩ với nhiều năm kinh nghiệm sẽ có thể đánh giá những triệu chứng của bạn với bằng chứng khách quan và đưa ra một kết luận đáng tin cậy hơn là một trang wiki hay là bạn của bạn. Do đó, họ sẽ thực sự nói cho bạn điều gì không ổn nếu có và ngăn bạn đi đến kết luận rằng bạn mắc bệnh gì đó nghiêm trọng. Tất nhiên, bác sĩ thường đại diện cho khoa học thuần túy, một yếu tố quan trọng đối với các vấn đề về khoa học bởi ngụy khoa học cũng sẽ đưa bạn tới những kết luận không chính xác ví dụ nếu bạn quyết định tới gặp những pháp sư chữa trị bằng đá khoáng họ có thể sẽ không thành công trong việc chữa lành những triệu chứng của bạn so với bác sĩ lý do là vì cách họ hành nghề không hề dựa trên sự khách quan hay bằng chứng được xem xét nghiêm ngặt bạn luôn có thể nhận biết điều gì có tính khoa học thuần túy thông qua phương pháp học mà nó sử dụng nó sẽ không đi theo một chuỗi những niềm tin không có căn cứ. Thay vào đó, nó sẽ đi theo một con đường thẩm định rất cụ thể, hợp lý và logic để đi tới kết luận. Một người tư duy phản biện có thể nhận ra điều này và lựa chọn những điều họ tin là đúng dựa trên con đường thẩm định một cách khoa học. Điều quan trọng tiếp theo là một người có tư duy phản biện hiểu rất rõ bản chất của kiến thức một trong những bằng chứng khoa học duy nhất có thể quan sát được là tự nhiên những hiện tượng thiên nhiên mà chúng ta thấy mỗi ngày chắc hẳn sẽ có những nguyên nhân tự nhiên những nguyên nhân siêu nhiên đến nay vẫn chưa được chứng minh bởi những phương pháp khoa học dù bạn muốn tin vào những thợ săn ma quỷ ra sao bởi vì chúng không thể đo lường bằng thực nghiệm được những người có tư duy phản biện biết rằng những học thuyết khoa học không đồng nghĩa với sự thật sẽ luôn luôn có những lỗi sai gây ra bởi yếu tố con người trong những quan sát thực nghiệm. Điều này có nghĩa là thông tin luôn luôn có thể được cải thiện với dữ liệu mới và đây là một điều tốt. Chừng nào những bằng chứng thực nghiệm được sử dụng để tiến tới những kết luận và kiến thức, nó sẽ được cân nhắc cẩn thận hơn là một kết luận được đưa ra mà không có tư duy phản biện. Nếu chúng ta sử dụng tư duy phản biện, chúng ta sẽ rất dễ bị cám dỗ bởi suy nghĩ ảo tưởng. Tại đó, chúng ta sẽ hoàn toàn sống trong thực tại của chính mình hay một thực tại được dựng nên bởi một người khác. Những thực tại này không thể biến thành sự thật được, bởi vì chúng không dựa trên bất kỳ quan sát thực nghiệm nào. Nếu chúng ta sống dựa vào những xúc cảm và những đức tin không có căn cứ, chúng ta sẽ ngày càng xa rời bản chất của vấn đề, bởi vì quan điểm của chúng ta đã bẻ cong chúng. Điều này được biết tới như là những thiên kiến xác nhận chúng ta trở nên hứng thú với việc tìm kiếm những bằng chứng ủng hộ quan điểm của mình, hơn là đưa ra những kết luận từ bằng chứng mà chúng ta nhìn thấy. Trong một thời kỳ mà chúng ta có thể truy cập vào nhiều thông tin, đúng hoặc sai lệch, hơn bao giờ hết, sử dụng tư duy phản biện để tránh bị thao túng và dắt mũi là điều rất cần thiết, cho dù đó là vấn đề liên quan đến sức khỏe, chính trị hay tiêu dùng. Áp dụng những chiến lược tư duy sẽ giúp bạn có định hướng rõ ràng giữa biển tri thức và tìm thấy những sự thật bạn có thể đã biết tới một vài người có tư duy phản biện nổi tiếng họ thường có chung những đặc điểm sau sự tò mò về nhiều chủ đề đa dạng nhận thức rõ về những tình huống họ có thể dùng tư duy phản biện tự tin vào những lý lẽ của mình luôn muốn thu nạp thêm nhiều kiến thức mới hiểu được những quan điểm của người khác cởi mở để cải thiện đức tin có sự khách quan trong việc đánh giá lý lẽ tự nhận thức được những định kiến và những khiếm khuyết của mình đánh giá cẩn thận khi thay đổi quan điểm và sẵn sàng thay đổi một luận điểm sai khi được giải thích hợp lý như bạn có thể thấy Chìa khóa để trở thành một người có tư duy phản biện tốt chính là sự tự nhận thức. Bạn cần phải đánh giá trung thực những điều trước đây bạn nghĩ là đúng, cũng như quá trình suy nghĩ đã dẫn bạn tới những kết luận đó. Nếu bạn không có những lý lẽ hợp lý, hoặc nếu suy nghĩ của bạn bị ảnh hưởng bởi những kinh nghiệm và cảm xúc, thì lúc đó hãy cân nhắc sử dụng tư duy phản biện. Bạn cần phải nhận ra được rằng, con người kể từ khi sinh ra rất giỏi việc đưa ra những lý do, lý giải cho những suy nghĩ khiếm khuyết của mình. Nếu bạn đang có những kết luận sai lệch này, thì có một sự thật là những đức tin của bạn thường mâu thuẫn với nhau và đó thường là kết quả của thiên kiến xác nhận. Nhưng nếu bạn biết điều này, thì bạn đã tiến gần hơn tới sự thật rồi. Những người tư duy phản biện cũng biết rằng họ cần thu thập những ý tưởng và đức tin của mọi người tư duy phản biện không thể tự nhiên mà có những người khác có thể đưa ra những góc nhìn khác mà bạn có thể chưa bao giờ nghĩ tới và họ có thể chỉ ra những lỗ hổng trong logic của bạn mà bạn đã hoàn toàn bỏ qua bạn không cần phải hoàn toàn đồng ý với ý kiến của những người khác bởi vì điều này cũng có thể dẫn tới những vấn đề liên quan đến thiên kiến nhưng một cuộc thảo luận phản biện là một bài tập tư duy cực kỳ hiệu quả việc lắng nghe những ý kiến của người khác cũng có thể giúp bạn nhận ra rằng phạm vi tri thức của bạn không phải là vô hạn không ai có thể biết hết tất cả mọi thứ nhưng với việc chia sẻ và đánh giá phê bình kiến thức chúng ta có thể mở rộng tâm trí nếu điều này khiến bạn cảm thấy không thoải mái không sao cả trên thực tế bước ra ngoài vùng an toàn là một điều quan trọng để mở rộng niềm tin và suy nghĩ của bạn tư duy phản biện không phải là chỉ biết vài thứ và chắc chắn không phải việc xác nhận những điều bạn đã biết. Thay vào đó, nó xoay quanh việc tìm kiếm sự thật và biến chúng trở thành thứ mà bạn biết. Chương 1. Khoa học thần kinh về niềm tin và sự hoàn hảo. <laughs> Giả sử rằng bạn muốn có một chú chó và mặc dù bạn cảm thấy giống nào cũng được thì vẫn có một giống mà bạn rất thích. Giả sử giống chó mà bạn thích là giống Corgi, bạn dừng lại ở một trại chó địa phương và ở đó có một vài con mà bạn thích, một trong số đó là giống Corgi. Rõ ràng bạn sẽ phải nghiên cứu những giống chó khác nhau đó. Bạn sẽ gõ gì lên Google? Bạn có thể tìm kiếm những cụm từ như chó pitbull rất nguy hiểm hay chó Jack Russell năng động trong khi đối với giống chó mà bạn thích thì bạn lại không đặt những câu hỏi tương tự. Thay vào đó, bạn gõ vào những thứ như là chó có ghi có thân thiện với trẻ em không hay chó có ghi có dễ huấn luyện không? Rõ ràng là những câu hỏi khác nhau này sẽ đưa ra cho bạn những câu trả lời khác nhau. Mặc dù giống chó Jack Russell hay giống Beagle bạn vừa thấy trong trại chó có thể là giống chó phù hợp nhất với bạn, chó Beagle nguy hiểm chỉ là một giả thiết và chó sục Jack Russell vẫn có thể là giống chó tốt cho gia đình. Nhưng những kết quả mà bạn tìm thấy sẽ tích cực đưa bạn tới kết luận vốn bạn đã định đưa ra. Chó có ghi. Bạn đang nghiên cứu, nhưng não bạn lại lựa chọn những thông tin dựa trên thiên kiến mà bạn đã ngầm có. Bạn cảm thấy mình như nạn nhân của một vấn đề quá đối con người. Chúng ta tin vào những thứ chúng ta muốn tìm. Đây không phải là một lựa chọn có ý thức, Não của chúng ta thường tạo ra những liên kết neuron khiến chúng ta tin vào những thứ chúng ta muốn tin, bởi vì đây là những phản ứng thuộc về cảm xúc. Những phản ứng xúc cảm đã từng có ích khi con người phải chạy trốn khỏi những động vật ăn thịt, nhưng chúng lại có thể cản trở những suy nghĩ hợp lý trong thế giới hiện đại. Tuy nhiên, nếu chúng ta hiểu được việc này, chúng ta có thể giảm nhẹ ảnh hưởng của những thiên kiến cá nhân trong não chúng ta não chúng ta hoạt động ở ba cấp độ, bộ não người, bộ não linh trưởng và bộ não bò sát. Điều này được biết tới như là mô hình bộ não ba trong một và được phát triển bởi nhà khoa học thần kinh Paul Maclean. Theo như mô hình, ba bộ não này sẽ phản ứng với mỗi phần của bộ não, vỏ não, hệ viền và hạch nền và sẽ hoạt động ở mức độ tương ứng khi chúng ta dần phát triển. Bộ não người hay tân vỏ não phần tiến hóa muộn nhất trong quá trình tiến hóa có thể bị điều khiển bởi những phần tiến hóa sớm hơn rất nhiều quá trình nhận thức của chúng ta bao gồm những xúc cảm thực sự xảy ra vô thức ở những phần não tiến hóa sớm hơn chúng được phát triển sớm trong quá trình tiến hóa bởi chúng giúp chúng ta đưa ra những quyết định nhanh đây là điều rất quan trọng để sinh tồn khi chúng ta chưa phát triển được tư duy phức tạp ví dụ nếu bạn ngửi thấy những hóa chất có mùi khó chịu bạn đột nhiên sẽ không muốn ăn nó. Điều này giúp bạn sống sót và nói nhanh hơn, hiệu quả hơn việc đưa ra lý do tại sao bạn không nên hấp thụ những thứ bạn ngửi. Bộ não bò sát là phần tiến hóa sớm nhất trong ba bộ não. Nó được điều khiển bởi hạch nền, bộ phận nằm ở trung tâm não bộ con người và được tìm thấy ở mọi động vật, bao gồm cả bò sát và các loài chim. Những học giả cho rằng bộ não của loài bò sát và những loài động vật tiến hóa giai đoạn đầu được cấu tạo phần lớn bởi bộ phận này do đó có học thuyết cho rằng hạch nền là bộ phận phát triển đầu tiên hạch nền điều khiển những hành vi tự vệ điều cần thiết cho sự sinh tồn của động vật những hành vi này bao gồm ăn uống chống lại những mối nguy hại chạy trốn những nguy hiểm không thể chống đỡ và sinh sản đằng sau những hành vi này là những hoạt động cơ bản khác như tự vệ bảo vệ gia đình, giao tiếp, vai trò xã hội và bảo vệ lãnh thổ hoặc tài sản. Maclean gọi những hành vi này là những hành vi điển hình của loài. Mặc dù bộ não bò sát rõ ràng rất hữu dụng trong thế giới hoang dã, nó vẫn đem lại những lợi ích nhất định trong thế giới hiện đại. Mỗi lần chúng ta đối mặt với nguy hiểm, phản ứng chiến đấu, thoát thân, đông cứng tạm thời mà chúng ta gặp phải được điều khiển bởi chính bộ não bò sát nó cũng giúp chúng ta đánh hơi thấy hiểm nguy trước khi nó xảy ra đây là cách con người có thể cảm nhận được một vụ đột nhập một vụ cướp hay thậm chí là việc chạm trán một nhân vật nguy hiểm trước khi nó thực sự xảy ra nói ở một cấp độ cơ bản hơn bộ phận này của não tức hạch nền là một phản ứng linh cảm về những cái quen thuộc so với những cái lạ lẫm đây chính là lý do tại sao một tình huống mới lạ có thể khiến chúng ta cảm thấy phấn khích và làm cho tim ta đập nhanh hơn, kể cả khi nó chỉ là một cuộc phiêu lưu thú vị và chẳng có gì nguy hiểm. Bộ não bò sát sẽ nghỉ ngơi khi ở xung quanh những thứ quen thuộc, nhưng khi đang ở một môi trường lạ lẫm, nó sẽ tiết ra adrenaline và một phản ứng cảnh giác tự động. Phản ứng này đứng sau những phản ứng mạnh mẽ như hồi tưởng và nỗi nhớ nhà. Những nhà quảng cáo thường đánh mạnh vào những cảm xúc này và cố gắng gợi chúng ta nghĩ về những thứ quen thuộc để tạo ra sự liên kết và làm chúng ta thấy an tâm hơn về một sản phẩm hiểu được bộ não bò sát là rất quan trọng bởi vì đó là xuất phát điểm của những linh cảm mà mọi người thường nhắc đến mặc dù những bản năng này giúp chúng ta sống sót trong những tình huống nguy hiểm chúng cũng có thể làm chúng ta nhầm tưởng rằng mình đang an toàn trong khi thực chất đang ở trong một tình huống không hề quen thuộc ví dụ nếu bạn đang ở nước ngoài với nền văn hóa khác biệt và bạn không thể nói ngôn ngữ của họ bộ não bò sát có thể khiến bạn cảm thấy sợ hãi mặc dù bạn không cần phải sợ nó có thể khiến bạn từ chối những ý tưởng không quen thuộc đơn giản chỉ vì nó mới mẻ đối với bạn bộ não bò sát là nguồn gốc của sự tiến hóa thành công của con người nhưng nó cũng là nguồn gốc của nhiều hành động xấu xí nhất của nhân loại đó chính là lý do tại sao việc hiểu được khía cạnh này của cấu tạo thần kinh lại quan trọng đến thế. Hoạt động của bộ não bò sát cũng liên quan đến điều kiện sống của chúng ta. Bạn có thể đã nghe về tháp nhu cầu của Maslow. Học thuyết này được phát triển bởi Abraham Maslow và nó mô tả những nhu cầu cảm xúc của chúng ta dựa trên những tình huống trong cuộc sống. Chúng ta có những nhu cầu cơ bản như thức ăn và chỗ ở, nhưng mọi người cũng cần thấy an toàn và được yêu thương. Cuối cùng, khi các nhu cầu cảm xúc khác được đáp ứng bạn sẽ hình thành lòng tự trọng và sau này là thứ gọi là nhu cầu tự thể hiện bản thân nhu cầu tự thể hiện bản thân là giai đoạn khi chúng ta là phiên bản tốt nhất của chính mình khi chúng ta được tự do khám phá tiềm năng của mình bởi vì chúng ta không có nhu cầu gì khác nữa cấu trúc thần kinh của chúng ta phần nào đã mô phỏng lại hệ thống tháp này bởi những phần não có những nhu cầu cơ bản đã nhấn chìm những phần có ít nhu cầu hơn phần vỏ não, phần tiến hóa muộn nhất của não, quản lý nhu cầu tự thể hiện bản thân này. Hệ thống của Maslow không hề bất biến. Bạn có thể ở trong vài thang nhu cầu cùng một lúc. Ví dụ, bạn có thể đói nhưng vẫn yêu và cảm thấy được yêu thương. Nó chỉ phản ánh những thứ đang diễn ra trong đầu khi chúng ta cần có một thứ gì đó. Não bộ chúng ta được tạo ra để biết tránh những hình phạt và tuyên dương những phần thưởng. Điều này phát triển để chúng ta có thể học cách tránh những thứ gây hại tới mình. Chúng ta cảm thấy tồi tệ khi bị phạt, nhưng não sẽ tiết ra nhiều dopamine khi chúng ta được trao thưởng. Dopamine là một chất hóa học làm chúng ta cảm thấy vui vẻ, phát triển khả năng chịu đựng nó cũng có thể dẫn tới những chứng nghiện. Phản ứng tiến hóa này kích thích quá trình suy nghĩ của chúng ta để có thể tránh bị phạt và cố gắng được thưởng, mặc dù đây có thể không phải là quyết định chính xác những nhu cầu con người có những ảnh hưởng khác nhau lên quá trình suy nghĩ của chúng ta chúng ta cảm thấy một nhu cầu tâm lý sâu sắc đối với việc kiểm soát hành động và cuộc sống của chính mình điều này thường được biểu hiện qua những sai sót phổ biến trong tư duy phản biện sự mê tín được sinh ra từ chính nhu cầu kiểm soát của con người bởi vì nó tạo ra ảo tưởng rằng chúng ta kiểm soát được những thứ mà chúng ta không thể kiểm soát mặc chiếc áo đội bóng yêu thích hay đeo đá phong thủy sẽ không thực sự giúp đội của bạn thắng hay làm cho ngày của bạn tươi đẹp hơn. Nhưng chúng làm cho bạn nghĩ rằng bạn có thể kiểm soát những thứ này. Mê tín cũng đem lại cho thế giới ngẫu nhiên của chúng ta một cảm giác về ý nghĩa và mục đích sống. Yếu tố mê tín cũng ảnh hưởng tới những nhu cầu tâm lý sâu sắc của con người về sự kết nối và ý nghĩa trong cuộc sống. Yếu tố này cũng giải phóng dopamine vào não khi chúng ta tin rằng chúng có tồn tại. Để theo đuổi cảm xúc này, chúng ta thường rơi vào những quá trình suy nghĩ bị làm sai lệch bởi thiên kiến xác nhận và suy nghĩ viển vông. Con người cũng khao khát có được những lời giải thích đơn giản cho những vấn đề phức tạp, bởi vì chúng giúp cho vấn đề đỡ nặng nề và dễ kiểm soát hơn. Mặc dù đơn giản hóa vấn đề có lẽ sẽ làm cho nó có vẻ dễ dàng hơn, nhưng thực chất nó lại cản trở chúng ta có những đánh giá phê bình. Điều quan trọng là bạn phải nhận ra và chia nhỏ sự phức tạp của vấn đề khi sử dụng tư duy phản biện. Tuy nhiên, cũng không nên quá đơn giản hóa vấn đề vì sẽ dẫn đến sự cố chấp. Thực tế luôn phức tạp hơn những điều não muốn chúng ta tin vào. Con người chúng ta có một nhu cầu tâm lý sâu sắc cho ý nghĩa của cuộc sống, nó cho ta một mục đích, một lý do để tồn tại, sinh sản và nhân giống. Mặc dù điều này rõ ràng là có lợi khi nhìn từ góc độ tiến hóa, nhưng thực chất nó lại dẫn đến thiên kiến xác nhận trong suy nghĩ của chúng ta chúng ta nói rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó và chúng ta cố áp đặt cái logic đó vào những sự kiện ngẫu nhiên thậm chí kể cả với những việc vượt ngoài tầm kiểm soát thuyết âm mưu là một ví dụ mọi người chế ra những lời giải thích phi logic cho những tai nạn như những vụ ám sát và tấn công khủng bố bởi vì họ không thể chấp nhận suy nghĩ rằng một thứ tồi tệ như vậy lại có thể là một sự kiện ngẫu nhiên họ bám vào những suy nghĩ đó ngay cả khi chúng hoàn toàn phản logic ngoài ra chúng ta cũng có nhu cầu được tôn trọng bởi cộng đồng và cảm thấy tốt về bản thân chúng ta đã phát triển nhu cầu này thông qua ước muốn được hòa nhập vào một nhóm và được bảo vệ tuy nhiên điều này cũng có thể gây ra những sai sót trong tư duy phản biện mọi người thường tìm những lý do khách quan khi mọi chuyện không được như ý thay vì tự kiểm điểm bản thân hoặc tự thuyết phục rằng họ không thể tránh những sai lầm mà mình tự gây ra những cơ chế tự vệ này bảo vệ chúng ta khỏi sự xấu hổ hay ngại ngùng nhưng chúng cũng làm lưu mờ khả năng đánh giá rõ ràng và học tập từ lỗi sai của chính mình bản năng muốn làm hài lòng người khác của chúng ta cũng có nghĩa chúng ta sẽ cố tránh làm những thứ khiến họ cảm thấy tức giận hay buồn bã và chúng ta có thể tự thuyết phục mình giữ vững quan điểm kể cả khi nó không hợp lý. Một nhược điểm logic thường thấy nữa là bất hòa nhận thức, hay khi chúng ta có hai quan điểm khác nhau cùng một lúc. Chúng ta thường không nhận ra điều này vì chúng ta có xu hướng củng cố lòng tự trọng của bản thân, nhưng đây là một trong những rào cản quan trọng nhất trong việc phát triển những kỹ năng tư duy phản biện. Nếu bạn nhận ra rằng những niềm tin của bạn có sự mâu thuẫn, đây là dấu hiệu cho thấy bạn nên kiểm tra lại kiến thức của mình để tìm ra được thứ mà bạn cần điều tra. Tuy nhiên, để làm được việc này, bạn cần đặc biệt cẩn thận để không hợp lý hóa những lỗi sai trong quá trình tiếp nhận những tri thức này. Bản năng con người chính là một vật cản lớn cho suy nghĩ lý trí. Hãy nghĩ về đạo đức của bạn. Dù tin hay không, đây cũng là một phần tiến hóa trong não bạn. Chúng ta và những thành viên trong vương quốc động vật cần một quy tắc đạo đức để những nhóm xã hội có thể hoạt động. Liệu bạn có mua một ngôi nhà mà một tên giết người đã từng sở hữu không? Chắc là không, phải không nào? Không có lời giải thích hợp lý chính đáng nào cho việc bạn không nên làm thế cả. Phần lớn mọi người sẽ nghĩ đến quả báo hay ma quỷ, nhưng bạn vẫn sẽ cảm thấy căn nhà có vẻ u ám. Chúng ta phát triển phản ứng này là có lý do. Đương nhiên, bạn sẽ không muốn lại gần một kẻ giết người bạn đã tiến hóa để tránh xa mọi thứ có thể giết chết bạn. Sử dụng tư duy phản biện trong cuộc sống hàng ngày có thể khó khăn hơn nhiều người nghĩ. Tôi chắc chắn sẽ không thể thay đổi suy nghĩ của bạn về ngôi nhà của kẻ giết người với những lập luận hợp lý. Thay đổi những mê tín cổ xưa, đức tin và thói quen là rất khó. Tuy nhiên, áp lực ngang hàng có thể giúp chúng ta. Chúng ta có xu hướng điều chỉnh hành vi cho phù hợp với những người xung quanh bởi vì chúng ta muốn là một phần của cộng đồng nên việc ở xung quanh những người có tư duy phản biện sẽ giúp bạn bắt chước sở thích của họ khi chúng ta nghĩ về thông minh chúng ta thường nghĩ về kỹ năng trí tuệ hay khối lượng kiến thức mà họ biết tuy nhiên như chúng ta đã biết điều này không làm cho bạn trở thành một người có quyết định hoàn hảo hay có tư duy phản biện có một loại thông minh khác gọi là trí tuệ xúc cảm đây là lúc bạn phải tự nhận thức được cảm xúc của mình, biết được chúng là gì và có thể điều khiển chúng để chúng có thể giúp bạn giải quyết những vấn đề. Điều này có nghĩa là bạn có thể điều chỉnh cảm xúc của mình một cách lành mạnh và cảm thông với những người khác. Đến nay, những nhà tâm lý học vẫn chưa đưa ra được một hệ thống đo lường trí tuệ cảm xúc giống như cách đo trí tuệ thông thường. Điều này nghĩa là nhiều chuyên gia vẫn đang hoài nghi nhưng đây là một khái niệm phổ biến trong giới kinh doanh nơi mà những nhà tuyển dụng đã quyết định tạo ra những bài kiểm tra với hy vọng tìm được những nhân viên tốt hơn điều quan trọng cần ghi nhớ là không hề có sự liên kết nào giữa sự thành công trong công việc và trí tuệ xúc cả tuy nhiên nó có thể bù đắp cho sự thiếu tương quan giữa trí tuệ thông thường và những kỹ năng đưa ra quyết định hãy nghĩ về những tác phẩm ảo ảnh quang học mà bạn đã thấy trên mạng hoặc trong lớp mỹ thuật. Tại sao não có thể bị lừa rằng một thứ trong bộ phim 3D thực sự sẽ va vào bạn hay một bức tranh vòng xoáy đang chuyển động trong khi nó đứng yên? Câu trả lời là bộ não chỉ có thể xử lý một lượng thông tin tiếp nhận nhất định. Ảo ảnh quang học lợi dụng những bất thường trong quá trình hoạt động của não để đưa vào thông tin mâu thuẫn với thực tế. Những ảo thuật gia và những nhà tâm thần khai thác khía cạnh tương tự của cấu trúc não bộ họ có thể lừa chúng ta bởi họ biết những mánh có thể lừa bộ não của chúng ta não bộ chúng ta cũng có thể tạo ra một nhận thức mới mà không bao gồm những dữ liệu não nhận được ví dụ trong hiện tượng được biết đến như là hiệu ứng marker khi một tiếng động được ghi đè lên hình ảnh chuyển động môi của một người đang tạo ra tiếng động khác chúng ta thực sự sẽ nghe ra một tiếng động thứ ba đặc biệt khi chất lượng âm thanh tệ điều này là do não chúng ta đang cố tổng hợp thông tin mâu thuẫn từ các giác quan tất cả những hiện tượng kể trên là ví dụ cho thấy thông tin cảm giác dễ bị đánh lừa ra sao não của chúng ta lọc và giải thích tất cả những dữ liệu mà các giác quan cung cấp theo những cách không thực sự chính xác hãy nghĩ trong một ngày bạn đã nghe nhầm bao nhiêu người mà xem mắt của bạn cũng có thể bị lừa trong một nghiên cứu được gọi là bài kiểm tra về con tinh tinh vô hình những nhà nghiên cứu phát hiện ra khi mọi người được yêu cầu tập trung vào hình ảnh một người đang nảy bóng trong một video họ hoàn toàn bỏ qua hình ảnh một người mặc bộ đồ tinh tinh đang đi qua trong khung hình thậm chí kể cả khi họ được bảo về con tinh tinh và nói rằng hình ảnh đó quá rõ và không đời nào họ có thể bỏ lỡ thì sự thật là họ thực sự đã bỏ lỡ điều này cho thấy khi bạn quá tập trung vào một thông tin nào đó bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều thông tin khác điều này làm sai lệch nhận thức của chúng ta về thực tế thứ mà chúng ta nhìn thấy hoặc nghe được chưa chắc đã thực sự xảy ra chúng ta thích nghĩ rằng mình là một người làm tốt nhiều việc cùng một lúc đặc biệt là ở nơi làm việc căng thẳng ngày nay tuy nhiên nghiên cứu đã cho thấy rằng không ai có thể làm tốt nhiều việc cùng một lúc đó không phải là bản tính của con người thay vào đó chúng ta chỉ đơn giản là chuyển sự tập trung từ thứ này sang thứ khác khả năng tập trung của não thường khiến chúng ta không chú ý đến những thay đổi ở xung quanh như khi đèn bật tắt hay một con sóc di chuyển trên cây những thứ này là một phần của hiện thực chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy nó hiện thực của chúng ta bị ảnh hưởng bởi cách não chúng ta xử lý thông tin và chúng ta cần phải nhận thức được điều đó như những người tư duy phản biện chăm nghe không bằng một thấy và đây là lý do tại sao kỹ năng tư duy phản biện lại quan trọng đến thế. Câu hỏi luyện tập. Hãy tóm tắt lý do vì sao kỹ năng tư duy phản biện lại vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Bạn vừa nghe xong chương 1 của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, chuyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.